các ngôi sao điện ảnh Hollywood đi trên thảm đỏ đến dự buổi lễ trao giải thống đốc Governors Awards hàng năm lần thứ tư. Buổi lễ trao giải thưởng thống đốc Governors Awards hàng năm lần thứ tư, một giải thưởng Oscar danh dự, là một sự kiện đầy các ngôi sao điện ảnh tham dự trong ngày 1 tháng 12 năm 2012. Diễn viên Helen Hunt, Richard Gere và ca sĩ Amy Adams là một trong số những ngôi sao lừng danh được thấy có mặt trên thảm đỏ trước khi buổi lễ trao giải bắt đầu. Học viện phim ảnh Hoa Kỳ The Academy tạo ra giải thưởng Governors Awards để có thể trao tặng những ngôi sao điện ảnh đạt được thành tích những lời khen mà đã không thể làm được trong giải Oscar vì thời gian phát hình không cho phép. Ông George Stevens Jr. là một giám đốc điều hành của American Film Institute. Ông D.A. Pennebaker và diễn viên đóng thế Ho Needham đã thắng giải Oscar danh dự. Trong khi đó, thì tổng giám đốc của công ty DreamWorks Animation, ông Jeffrey Katzenberg, nhận được giải nhân đạo Jean Hossop Humanitarian Award. Diễn viên Helen Hunt và Richard Gere đã nhân cơ hội nói về những cuốn phim mới nhất của họ. Khi được hỏi là cô có cảm tưởng gì sau khi hoàn tất cuốn phim The Sessions, cô Helen Hunt nói rằng giây phút hạnh phúc nhất là khi phim The Sessions của cô được trình chiếu tại Đại hội phim ảnh Sundance. Phim The Sessions nói về một nhà văn 36 tuổi bị chứng bệnh bại liệt từ trong thời thơ ấu. Còn nam tài tử Richard Gere nói rằng anh thích đóng những vai người tốt nhưng lại làm việc xấu. Trong phim Orbit Range, anh Richard Gere đã đóng vai phản diện nói về một nhà đầu tư xấu xa. Những ngôi sao đã nhận được giải thưởng Governors Awards trong những năm trước gồm có James Earl Jones, Oprah Winfrey, Lauren Bacall, Francis Coppola, Jean-Luc Godard và Ellie Wallach.